Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh Kết Nối Tiêu Dùng. Hôm nay Thành sẽ trên tay một chiếc máy khoan pin của Makita. Đây là chiếc máy khoan pin thuộc cái dòng khoan pin không chổi than rẻ nhất của Makita hiện có hiện nay. Đó là dòng 332, gồm có HP332 và DF332. Thì đây là một cái con HP ha. Con này nó có búa, còn con DF thì không có búa. Bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết xem con máy này có gì đặc biệt nhé. Let's go! Khi anh em mua cái combo cái máy khoan này về thì anh em sẽ nhận được một cái vali như vậy nè. Nhựa ABS rất là bền. Khi mở ra thì anh em sẽ có thứ nhất là một cái thân máy đã lắp sẵn một pin, thêm một pin nữa, sách hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành, một cái dock sạc loại DC10SB. Đây là một cái dock sạc nhanh, có quạt tản nhiệt và thêm một cái đầu vặn vít. Đó là tất cả những gì mà chúng ta sẽ có trong hộp. Đây là một cái máy chính hãng của Makita. Makita là một hãng của Nhật và Makita thì được các anh em ở trên thế giới đánh giá rất là cao. Hàng Makita rất là tốt. Khi mua máy này Kết Nối Tiêu Dùng thì anh em sẽ được bảo hành chính hãng 6 tháng. Và khi mua thì anh em nhớ kiểm tra tem 7 màu ở trên thân máy để đảm bảo đó là hàng chính hãng nha anh em. Và anh em nhớ mua ở những địa chỉ uy tín để được hưởng đầy đủ chính sách của hãng, ví dụ như Kết Nối Tiêu Dùng chẳng hạn. Về thiết kế, đây là điểm mạnh của cái máy này. Anh em có thể thấy là nó cực kỳ nhỏ gọn ha. Nhờ xài động cơ không chổi than cho nên là nó được càng nhỏ gọn hơn. Và cái chiều dài tổng thể của nó rơi vào tầm đâu đó khoảng 16cm thôi. Rất là gọn gàng. Cách mà Makita làm cái máy này cũng rất là chi tiết và rất là đẹp, rất là ngầu. Anh em có thể thấy này, nhiều cái chi tiết bọc bằng cao su ở đây. Nó sẽ làm giảm va đập, giảm chấn cho máy và tăng tuổi thọ của máy. Về cấu tạo máy, anh em sẽ thấy có một cái cò điều tốc ở đây. Lên đây chúng ta có một cái nút đổi chiều. Lên đây, cái khối động cơ này là khối động cơ không chổi than. Có chữ BL ở đây ha, BL motor nè. Lên trên xíu nữa, anh em sẽ thấy có một cái nút để mà đổi chế độ 1 và 2. Ở chế độ 1 thì tốc độ sẽ thấp hơn, tối đa 450, nhưng mà cái moment xoắn của nó là cao hơn, lên tới 35 Nm. Chuyển qua chế độ 2, tốc độ tăng lên 1500, nhưng mà lúc này lực xoắn sẽ giảm xuống còn 21 Nm. Tới trước một chút, anh em sẽ thấy có một cái vòng. Cái vòng này chính là cái vòng để mà anh em chỉnh chế độ. Đầu tiên là chế độ vặn vít nè, tiếp theo là chế độ khoan thường, và tiếp nữa là chế độ khoan búa, dùng để khoan tường, khoan bê tông. Tới trước nữa chính là cái vòng để anh em có thể chỉnh cấp trượt. Cái vòng cấp trượt này thì nó sẽ có tác dụng khi mà anh em chuyển qua chế độ khoan bắt vít này ha. Và tới trước đây thì chính là một cái đầu kẹp auto lock, kẹp tối đa 10mm. Ở xuống dưới đây anh em để ý thấy có một cái đèn led nè, khá là sáng nha anh em. Nó sẽ giúp cho anh em trong quá trình khoan. Xuống phía dưới anh em sẽ thấy nó có một cái móc. Cái móc này thì anh em để có thể móc cái khoan vô lưng quần, hoặc là anh em móc cái túi đinh vít này kia, thứ rất là tiện. Xuống dưới đây thì là một cái cục pin. Pin này thì là loại pin 12V 2A. Ở đằng sau nó sẽ có nút kiểm tra dung lượng. Máy có khả năng khoan bê tông đường kính tối đa 8mm, khoan thép tối đa 10mm và khoan gỗ tối đa 28mm. Máy có khả năng bắt vít gỗ kích thước tối đa 5,1mm x 63mm và vít máy tối đa là M6. Đó là những cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra, nhưng mà Thành tin là máy này có thể làm hơn như vậy được. Thành sẽ đem nó đi thử cho anh em coi nhé. Mình sẽ bắn vít gỗ thử nha anh em. Thì ở đây là những cái gỗ cứng nè, dùng gỗ căm xe, gõ. Mình bắn thử nha. Vô tư. Bắn tuần thử nghe anh em. Đầu loại C luôn. Bắn tuần thì ngon. Tuần rất là sướng, êm ái. Để thử cái mũi khoét gỗ này trước nha anh em. 24mm ha. Gỗ cứng ha.
thử luôn cái mũi 32mm. Và tiếp theo mình sẽ khoan tường thử một cái mũi 10 ly. Anh em nhớ vặn qua chế độ búa ha. Anh em có thể thấy đó, đây là một cái máy rất là tốt ở trong tầm giá và nó xài động cơ không chổi than cũng như rất là gọn nhẹ. Nó sẽ là một trợ thủ rất là tốt cho anh em trong quá trình anh em làm việc. Nếu như anh em đang tìm một cái khoang pin không chổi than và gọn nhẹ, mức giá vừa phải thì đây sẽ là một lựa chọn sáng giá cho anh em ha. Khi mà anh em mua ở cái nó tiêu dùng thì nếu như anh em mua cái thân máy không thì nó rơi vào đâu đó khoảng 1.8 triệu tới 1.9 triệu cho cái thân máy không có búa hoặc là có búa. Còn nếu như em mua một cái combo gồm có thân máy, hai pin, một sạc thì nó rơi vào khoảng tầm đâu đó 3.4 triệu tới 3.6 triệu. Bởi vì giá nó thay đổi theo thời gian cho nên Thành sẽ không có báo giá chính xác được. Nếu như anh em muốn xem giá chính xác của máy thì anh em hãy bấm vào cái đường link ở dưới phần mô tả, sẽ dẫn qua trang web kết nối tiêu dùng.vn. Ở đây sẽ có đầy đủ hết tất cả thông tin mà anh em cần ha. Mua hàng ở kết nối tiêu dùng thì 100% là hàng chính hãng, bồi thường 1 tỷ nếu là hàng giả, hàng nhái. Kết nối tiêu dùng ship hàng toàn quốc, ship tận nhà cho anh em luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ 1-2 giờ đồng hồ, ở tỉnh thì khoảng vài ngày là anh em nhận được hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, anh em có thể để lại phần nhận xét hoặc là inbox vào fanpage của Kết nối tiêu dùng, cũng như có thể gọi vào hotline để được tư vấn cụ thể. Cảm ơn anh em đã xem hết clip này và nếu như thấy thích thì hãy cho một like. Nếu như chưa đăng ký thì anh em hãy bấm vào nút đăng ký để có thể xem nhiều hơn nữa những clip của Kết nối tiêu dùng, cập nhật kiến thức về máy móc cũng như là ủng hộ cho ekip làm thêm những clip trong tương lai ha. Rồi, cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau.